Vào những ngày nắng ấm của tháng 7, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 26 độ, Paris vẫn ồn ào, năng động và kẹt xe. Với dân số gần 2,5 triệu người, chỉ bằng 1/3 so với thành phố Hồ Chí Minh, Paris tấp nập lượng khách du lịch hàng năm gần 30 triệu người từ mọi nơi đổ về thăm thành phố cổ kính nhưng rất lãng mạn này. Vẫn những quán cà phê bình dị, dễ thương trải dọc bên đường, góc phố. Những quán bánh mì baguette, bánh ngọt đặc trưng Paris, hệ thống 16 đường metro chằng chịt, chuyến xe điện đầu tiên bắt đầu chạy vào năm 1900. Vào những giờ cao điểm cứ 2 phút có một chuyến, đây cũng là một nơi rất hấp dẫn khách du lịch. Đối với người Việt Nam, ngoài những địa danh quen thuộc như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, Montmartre, điện Louvre, quận 13 là địa chỉ không thể không một lần ghé qua, nơi phố Tàu, phố Việt Nam của những món ăn điểm sắm, bánh mì kẹp thịt, cơm, bún, phở các loại. Khu phố này bắt đầu hình thành từ những năm 1920, trở nên sầm uất, đông đảo từ năm 1975. Trong khung cảnh này, giải voi Việt Nam thế giới lần thứ 3 được tổ chức tại Học viện Judo quận 14 phía Nam Paris. Tham dự giải gồm 232 vận động viên từ 20 quốc gia, đa số là các quốc gia châu Âu, vài nước châu Phi như Senegal, Algeria, Burkina Faso, châu Á có Iran, Nhật, Bangladesh, Việt Nam. Với vị trí trung tâm châu Âu, việc tổ chức giải voi Việt Nam thế giới tại Paris có nhiều lợi thế vì số lượng môn sinh từ các nước trong khu vực đến tham dự đông hơn, không khí cũng sôi động, náo nhiệt hơn. Điểm nổi bật của chương trình mở đầu giải năm nay là sự xuất hiện của hai thiếu nữ Pháp trong trang phục áo dài Việt Nam thay vì ông Địa trong tiết mục múa lân truyền thống. Cuộc tranh giải kéo dài 3 ngày trên 2 sân thi đấu các bộ môn quyền, vũ khí, đòn chân và đối kháng. Đội chủ nhà Pháp với một lực lượng hùng mạnh, tuyển chọn từ 2.600 môn sinh toàn nước Pháp và với một đội ngũ huấn luyện viên có nhiều chiều dày kinh nghiệm, đã đoạt 9 huy chương vàng trong tổng số 23 huy chương các loại. Trước khi được tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển thì các em bắt buộc các em phải thi đấu những cái giải gọi là mở rộng dành cho tất cả các loại võ trên đất Pháp này, rất là đa dạng để các em đều biết được cái tính chất của cái giải ở trong nước nó sẽ cũng rất căng cũng như giải thế giới để các em nó chuẩn bị tốt. Bên cạnh những cố gắng và nắm vững kỹ thuật thi đấu, các đội tuyển Pháp còn được lợi thế trong vai trò chủ nhà. Ở đây, đội tuyển Pháp nhận được toàn bộ sự ủng hộ của cổ động viên. Động lực này rất lớn, nó chấp cánh chúng tôi nhưng cũng đặt chúng tôi dưới sức ép nặng nề. Anh đã quen biết môn võ qua Việt Nam lúc nào? Vào năm 2006, trước đó tôi đã tập nhiều môn võ khác. Do những thế hệ trước tôi là người Việt Nam và cũng qua kinh nghiệm của cháu tôi đang đứng bên cạnh, tôi đã đến với Vô Việt Nam. Đặc biệt, tôi rất thích đòn chân. Đòn chân đã thuyết phục tôi và do đó tôi đã đến với môn võ này. Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm với việc võ đạo. Do bố mẹ tôi xuất thân từ miền Nam nên tôi đã học rất sớm. Lúc 5 tuổi, tôi đã gia nhập hội võ Tatamis ở thành phố Auxerre-la-Ferrière. Tôi bắt đầu đến với Vô Việt Nam vào năm 1998. Trước đó, tôi đã theo tập Taekwondo được 3 năm và đã tìm thấy Vô Việt Nam ở thành phố Roissy. Tôi đã thích thú ngay với môn võ này và từ đó nó là niềm đam mê của tôi. Với những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt, qua nét biểu diễn mạnh bạo, sắc sảo, dày dạn kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam đã đem về cho đội nhà 18 huy chương vàng và 2 huy chương đồng, đoạt hạng nhất của giải. Kết quả này
là món quà gửi đến những thế hệ võ sư, môn sinh voi Việt Nam tiếp nối nhau từ sau những năm 77-78 đã trải qua bao vất vả, khó khăn để gây dựng và khôi phục lại chỗ đứng của môn phái. Điểm mốc quan trọng đánh dấu đỉnh cao của giai đoạn phát triển là sự ra đời của Hội Việt Võ Đạo và chương trình biểu diễn trong ngày ra mắt Liên đoàn Võ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 1989. Không chỉ trong nước, gia đình voi Việt Nam đã hình thành tại hơn 40 quốc gia và càng ngày càng được phổ cập từ võ thuật đến võ đạo. Nhu cầu gặp gỡ để trao đổi, học hỏi và nâng cao kỹ thuật đã vượt ra khỏi bình diện quốc gia. Hạng 3 là Algeria với 6 huy chương vàng trong tổng số 17 huy chương các loại. Đây là đội tuyển có cổ động viên nhiệt tình và náo nhiệt nhất của giải. Các đội còn lại tuy đạt ít huy chương hơn nhưng cũng đã thể hiện sự năng động và xuất sắc nhất của đội mình qua những đường nét kỹ thuật trong 3 ngày tranh giải. Môn sinh bỉ với phong thái rất sôi nổi, vui tươi, dù chỉ đạt được 5 huy chương đồng toàn đội. Cao điểm cho giải năm nay là môn thi đối kháng nam và nữ các hạng cân từ 50 đến 90 kg. Ngay từ những phút đầu, rầm rộ không khí sôi động với tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên, đặc biệt các đội đến từ Iran, Algeria, Pháp, Việt Nam, Romania, Ba Lan, Nga đặt rất nhiều kỳ vọng vào các trận đấu, những trận đấu nặng ký. Những cuộc thi đấu thì rất là hào hứng và ngay cả người Việt Nam sang đây, các vận động viên đã trong quá trình coi thì khán giả trên người ta nói là giống như cái chảo lửa Paris. Tức là chất lượng của giải rất cao, nhiều khi đấu rất là thuyết phục. Trận chung kết 68 kg giữa Pháp và Iran đầy căng thẳng khi hai đội đồng điểm, nhưng kết quả phần thắng lại về đội Pháp đã gây ra bất mãn của vận động viên Iran. Riêng có những tình huống để đưa đến tranh cãi đấy thì do một số bạn thì cũng chưa có hiểu lực rõ lắm, như là đặc biệt như đội Iran. Khi mà điểm hòa nhưng mà căn cứ theo luật thi đấu với Nam, tức là cái trận cuối cùng, nếu như vận động viên thể hiện được cái đòn đánh của mình ra đòn có hiệu quả và điểm đã gỡ hòa được có điểm nhiều hơn thì nguyên tắc của luật thi đấu với Nam là khuyến khích các em phải đấu liên tục là thể hiện bản lĩnh thể, chứ không thôi cái giải nó không có, cái cuộc thi đấu cũng như cái giải nó không có đẹp. Trận chung kết 77 kg giữa hai vận động viên Ý và Việt Nam không cân xứng về thể hình chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều gây cấn và sôi nổi. Đối thủ bạn thì muốn mình phải là trực diện, là thi đấu phải trực tiếp, là nhưng mà trong chiến thuật thì mình người võ thuật thì người nhỏ con hơn và thể lực yếu hơn, họ phải tìm cách tránh né hoặc là di chuyển để tạo tình huống xa. Vận động viên của Việt Nam đã biết rằng về lực nên các em đánh rất là có chiến thuật, phản đòn voi Việt Nam, hất ngã vận động viên hoặc là đánh bằng những chiến lược do môn phái voi Việt Nam đã sáng tạo ra thì các em sẽ điểm sẽ đạt cao hơn và rất là tính toán, rất rồi rất giỏi. Không phải là đấu chỉ chuyên về đấm đá mà sức mạnh không, mà ngoài đó phải sử dụng cái trí thông minh của mình. Sau phần tranh giải là lễ bế mạc với sự tham gia đầy đủ của các quan chức Việt Nam cùng chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Voi Việt Nam Thế giới và Liên đoàn Voi Việt Nam Âu Châu. Giải Voi Việt Nam Thế giới lần thứ 3 được tổ chức tại Pháp năm nay với những cuộc tranh tài gây cấn, sáng tạo và nâng cao chất lượng đoàn thế đã đem lại thành quả tốt đẹp cho giải. Đây là một lời cảm ơn mang nhiều ý nghĩa đối với các thế hệ sáng lập, phát triển và phát huy Voi Việt Nam Việt Võ Đạo trong những giai đoạn thăng trầm của lịch sử môn phái suốt 75 năm qua.
Chúng tôi xin mượn lời của anh Christophe Cluck, vận động viên đoàn Mỹ, để kết thúc cho khúc phim này. Đây là một trải nghiệm quý báu với những cái hay, điều dở mà chúng ta đã sống và chia sẻ với nhau trong những ngày qua. Tại đây, người ta có thể đánh giá được trình độ của các quốc gia, các vận động viên tham dự và khẳng định là việc võ đạo được thực hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Giải voi Việt Nam thế giới là một cuộc mạo hiểm kỳ thú, là một kỷ niệm đẹp mà chắc chắn chúng tôi sẽ phát triển tiếp. Algeria là nước đầu tiên xin đăng cai tổ chức cho giải voi Việt Nam thế giới lần thứ tư. Xin hẹn gặp lại trong 2 năm tới, năm 2015.